Hello, Lily. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn một cái sản phẩm nữa, một cái sản phẩm mà chúng ta có thể là đi rừng. Trước đây thì chúng ta biết rằng là những chiếc xe đi rừng thường sử dụng những chiếc xe tải ben để đi rừng, hai cầu láp và hai cầu dầu, chuyên chở gỗ, thu hoạch gỗ từ trong rừng ra đến các nhà máy băm, nhà máy bóc hay gì đó. Thì một số nơi đặc chủng, ví dụ như là ở các tỉnh miền Trung, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng hay là Quảng Nam, những khu đó thì lại sử dụng cái sản phẩm xe hai cầu mà xe tải thùng nhiều hơn. Và hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải thùng hai cầu, nó gần như là cũng rất chi là hiếm ở trong cái phân khúc xe tải thùng hai cầu của nhà máy ô tô Trường Giang, tải 8 tấn. Và cái sản phẩm này thì sắp tới đây là tôi giao về một bác tài ở trong Quảng Nam. Bác chuyên chở gỗ ở trong rừng ra cho các nhà máy bóc này, nhà máy băm này. Và chiếc xe các bác chọn là chiếc xe Trường Giang 8 tấn 2 cầu dầu, màu xanh bộ đội. Chúng ta cùng nhau khám phá chiếc xe này nhé. Trước tiên nói về cái màu xanh bộ đội thì nó là cái màu đặc trưng của nhà máy ô tô Trường Giang rồi. Màu xanh bộ đội rất đẹp, rất khỏe. Cộng vào đó là cái mẫu mã thiết kế cabin mới. Cabin này là cabin mới nhất của ô tô Trường Giang kết hợp với cả tập đoàn Đông Phong. Đây ạ, huy hiệu logo của Đông Phong đây và Trường Giang. Cabin này thì là một cabin mới chúng ta có ở trên những chiếc xe tải ben hai cầu này, rồi là một vài sản phẩm nữa của Trường Giang. Và ngày hôm nay chúng ta có chiếc xe 8 tấn 2 cầu dầu tải thùng này, nó cũng được lắp cabin này. Cabin này là một cabin mới cực đẹp và hiện đại. Cái nội thất của nó thì không thể chê được, và cái ngoại thất của nó cũng thế. Chúng ta ở đây có những cái điểm mạ chrome đây, điểm nhấn nhá cực đẹp luôn. Đèn thì đèn đứng, có cả đèn định vị ban ngày đó. Và chiếc xe tải thùng hai cầu này nó cũng giống như xe tải ben và một số sản phẩm khác của Trường Giang, nó có rất nhiều màu sắc để các bác tài có thể lựa chọn. Cái màu xanh bộ đội này, màu vàng này, màu xanh tím này, hay là màu xanh lá, có đến 4 hay là 5 màu để bác có thể lựa chọn cơ. Và chiếc xe tải thùng hai cầu này là hai cầu dầu nhá, chúng ta có một cái xe tải thùng hai cầu dầu, chúng ta nhìn bao quát tổng thể bên ngoài nó rất chi là trường xe, rất trường xe luôn ạ. Cái khối động cơ của nó thì là 120 kW cơ, 4 máy, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Xe này là xe 2022 cho nên là tiêu chuẩn khí thải Euro 5 rồi các bác nhé. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Cái khối động cơ của nó lên đến 120 kW, 4 máy. Nó cho ra cái công suất gần như là cực đại, nó tối ưu rất nhiều được cái khối động cơ. Trước đây thì 4 máy của nó đâu đó chỉ có 118 kW thôi, nhưng bây giờ lên đến 120 kW rồi. Đó. Kèm theo nó là cái hai cầu dầu. Hai cầu dầu luôn, trước sau như nhau, hai cầu dầu. Các bạn đã biết rồi đấy, cầu dầu thì nó có cực kỳ cái nhiều ưu điểm khi mà chúng ta đi vào những cung đường khó, lầy lội, dốc cao, chịu tải nặng thì hai cầu dầu thì cực kỳ là tuyệt vời. Thoải mái các bác tha hồ vào lầy lội, tha hồ dẫy, không sợ bị gãy láp, không sợ đứt láp. Riêng sử dụng cầu dầu này. Cái cơ lốp sử dụng ở đây chúng ta có cái cơ lốp 1001 la răng 20. 1001 la răng 20. Vẫn là cái loại lốp Duran, một trong những cái loại lốp gần như là tốt nhất của Trường Giang Đông Phong khi vào lắp các xe tải, lốp Duran. Cái kích thước thùng của chiếc xe 8 tấn này, bề dài nó được là 6m51, bề ngang là 2m35, còn chiều cao của nó là 2m15 từ lòng thùng lên. Đó. Về thực tế nhá, về thực tế thì chiếc xe này nó chuyên để đi rừng, mà cũng tùy thuộc vào từng nơi, tùy thuộc vào từng loại gỗ. Có thể là cái kích thước gỗ chúng ta cắt khác nhau, có nơi có thể là cắt 2m, có nơi cắt từ 2m7 đến 3m. Và cái thùng này chúng ta có thể chở được từ 2 đến 3 hàng gỗ. Chúng ta có thể chở được từ 2 đến 3 hàng gỗ nhé. Và cái ưu điểm của cái chiếc xe tải thùng này ấy, nó có một cái ưu điểm lớn khi mà chúng ta chở gỗ là cái thùng nó dài. Vì thế chúng ta chở đến 2-3 tầm gỗ. Và cái chiều dài cơ sở của nó rất chi là dài, nó hơn 5m cơ, 5m25 chiều dài cơ sở. Vì thế cái trọng tâm của nó dồn hết về đằng trước và giữa xe. Chúng ta xem gỗ, trọng lượng, trọng tải nó sẽ dồn hết về phía trước. Vì thế khi mà chúng ta kể cả đi lên những cái cung đường dốc đi chăng nữa, nó không bị bênh đầu những cái xe ben. Xe ben thì thùng của nó đâu đó chỉ có từ 3m7 cho đến 4m, hơn 4m một chút thôi. Xếp hai tầm gỗ vào là sẽ bị bênh đầu khi mà vào những cái cung đường dốc. Nhưng chiếc xe này không hề luôn, không hề. Và một cái ưu điểm nữa của chiếc xe tải thùng này là chúng ta có thể chạy được đường dài. Chạy đường dài luôn. Có thể có những nơi mà chúng ta bốc xếp lên cái cung đường rất chi là dài, chạy ra nhiều quốc lộ, thì chiếc xe tải thùng này nó là ưu điểm hơn chiếc xe ben. Xe ben thì không thể nào mà chạy quá tải, quá khổ được nhiều. Chiếc xe này thì thoải mái luôn nhé. Đó. Cái thùng của nó thì là 6m51. Tùy thuộc vào nhiều nơi chúng ta có thể cơi ra thêm một chút nữa. Vì các bạn có thể nhìn bề ngang của chiếc xe này. Đây, cái chiều dài cơ sở của nó hơn 5m cơ, 5m25. Vì thế chúng ta có thể nối thùng ra thêm được một chút nữa, thêm khoảng độ 3 đến 50 phân nữa không vấn đề gì, nếu chúng ta cần chở nhiều. Đó. Đấy là ưu điểm cực kỳ lợi hại của chiếc xe 8 tấn thùng này. Đó. Và chiếc xe, cái thùng này thì là thùng nguyên bản của nhà máy nhá. Thùng này là thùng nguyên bản của nhà máy. Chúng tôi có cả những phiên bản, ví dụ như là phiên bản chassis này, bán cho khách hàng. Phiên bản chassis khách hàng về có thể là đăng kiểm xong và tự lên thùng theo cái mong muốn của mình. Những thùng khác nhau, có thể là thùng vững chắc hơn, có thể thùng nó dài hơn hay gì đó, tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn. Tiếp theo chúng ta nhìn vào đây thì là cái cấu hình của xe. Cái gầm bệ của nó, một trong số những cái ưu điểm lớn nhất của nhà máy Trường Giang, đấy là hệ thống động cơ gầm bệ. Đây ạ. Thì cái chassis của nó luôn luôn là cái loại chassis lồng 2 lớp. Chassis lồng 2 lớp luôn. Kể cả là chassis phụ rất chi là dày. Chassis phụ cực dày luôn. Đó. Chassis tốt, máy khỏe, chassis tốt. Các bạn có thể nhìn thấy bộ cầu chưa ạ? Đây mới là cái bộ cầu dầu 13 tấn này. Cầu dầu 13 tấn, cầu vuông này. Đó. Cầu dầu 13 tấn. Cái bộ cầu này không chê thế nào được. Các bạn chạy rừng thì tôi biết là các bạn không thể nào chạy quá tải được nhiều như là chạy ở dưới đồng bằng, hoặc là cái vùng nó dễ hơn một chút. Nhưng đâu đó chúng ta 8 tấn thì cũng phải cõng tải lên đến gấp đôi hay là hơn gấp đôi một chút. Thì cái bộ cầu này và cái hệ thống nhíp này chúng ta cực kỳ yên tâm luôn. Không cần phải độ nhíp hay là lo lắng về cái bộ cầu này, vào kể cả vào những cái chỗ mà cung đường xấu. Các bạn có thể nhìn. Ngoài ra chiếc xe này nó có cái hệ thống bộ số, hộp số của nó là số 2 tầng, 8 số tiến và 2 số lùi, cộng thêm số rùa thỏ nữa. Thì chúng ta cùng nhau lên cabin để xem số 2 tầng và số rùa thỏ nó như nào nhé. Mời các bạn. Ây da, khá là cao. Khi bước lên cabin khá là cao, nhưng khi bước vào cabin thì chúng ta có một cảm giác cực kỳ là tuyệt vời. Vì sao? Cái ngôn ngữ thiết kế mới của nhà máy Trường Giang kết hợp với cả Đông Phong cho ra đời cái nội thất của nó. Tôi xin được phép là wow. Nhắc lại một lần nữa, khi mà mỗi lần bước lên cái cabin Trường Giang cái loại 8 tấn này, nó được thiết kế trên cả xe tải ben hay xe tải thùng, 2 cầu dầu. Chúng ta có xin nhắc lại một chút lúc nãy, nó là cái số 2 tầng. Đây ạ. Một trong số những cái ưu điểm khi sử dụng chiếc xe này. Số 2 tầng chúng ta có ở đây, 8 số tiến và 2 số lùi. Đây ạ. Chuyển số tầng nhanh, tầng nhanh chậm đây. Các bạn có thể nghe tiếng hơi đóng chưa ạ? Ngoài ra chúng ta có gì? Chúng ta có số rùa thỏ này ở đây. Đây, rùa thỏ này. Chưa? Số chậm đó. Cái số chậm này thì nó được tích hợp ở trong cái cục phân động của xe. Cái cục phân động của xe cái hộp phân động của nó lớn nhất ở trong khuôn khúc, nó có cả số phụ ở trong. Đây, số rùa thỏ đây. Đó. Và chúng ta ở đây thì có đóng 2 cầu này. Đây, chúng ta có đóng hai cầu đây. Đó, đi một cầu và hai cầu. Ok chị ạ. Và thêm nữa, đó là khóa vi sai. Một chiếc xe mà chúng ta chở nặng đi vào trong rừng, tất nhiên là cái đường của nó thì là đường gồ ghề, đường xấu rồi, và không thể tránh được những cái lúc mà chúng ta bị sa lầy. Và khi bị sa lầy rồi, chúng ta chỉ việc về tầng thấp, đi số chậm, đóng thêm cả số rùa thỏ nữa và khóa vi sai. Ok chưa? Chúng ta việc bò lên rất nhẹ nhàng. Kèm theo nó là cái bộ cầu dầu. Thì tất cả những cung đường nào gần như là chúng ta đều có thể vượt qua được hết, không ngại vấn đề gì cả. Đó. Tôi đóng cửa lại một chút cho nó đỡ ồn. Cái cabin này thì loại là cabin cực mới và cái chất lượng của nó thì là rất chi là tốt. Vì thế khi mà chúng ta đóng cửa vào một cái, đây kể cả nghe tiếng đóng cửa thôi. Đấy, nó cũng rất chi là chắc rồi. Kèm theo đó thì những cái nội thất ở bên trong để phục vụ người sử dụng, nó có những cái gì ạ? Ghế hơi. Nó có ghế hơi này. Chúng ta tha hồ nhún này, chạy thoải mái này, đỡ đau lưng này. Kèm theo nó là cái bộ ghế của nhà máy ô tô Trường Giang, nó ngồi cực kỳ ôm lưng. Đấy, như ghế thể thao luôn, rất ôm lưng. Chúng ta chạy nhiều, nó không bị mỏi. Đó. Tiếp theo của nó thì nó có điều hòa hai chiều rồi. Đấy. Rồi là kính điện, lên xuống điện hết. Đấy. Khóa điện. Một chiếc khóa cực đẹp, các bạn thể nhìn. Khóa cực đẹp luôn. Khóa này giống như là khóa của BMW những cái năm đời sâu sâu một chút. Đó. Nó là giống khóa của BMW chứ ạ. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có ở đây là 3 chỗ ngồi. 3 chỗ ngồi cộng thêm với cả một cái giường nhỏ đằng sau. Vì nó là cabin kép nên nó có một cái giường để chúng ta nghỉ ngơi ở đằng sau. Đó. Lái chiếc xe này thì tôi yêu chiếc xe thật, là tôi là một người tôi thích lái xe. Tôi không thích ngồi ở ghế phụ đâu mà tôi thích lái. Nhất là bước lên những chiếc xe nào mà có cảm giác là đầu tiên là cái nội thất nó toát lên cái vẻ đẹp hiện đại. Cái thứ hai là lái sướng. Thì tôi cực kỳ thích lái. Kể cả như sắp tới mà có giao xe vào trong Quảng Nam cho bác Tài nhận xe thì tôi cũng sẽ đi cùng với cả lái xe. Hai anh em sẽ chạy để tôi muốn trải nghiệm thêm chiếc xe này. Muốn được đi nhiều hơn ở trên chiếc xe này. Đó. Chiếc xe tải thùng hai cầu này thì thời điểm giờ nhà máy ô tô Trường Giang cũng không còn nhiều đâu. Nếu các bạn có nhu cầu, có muốn sở hữu một chiếc xe tuyệt vời như thế này thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline chúng tôi để ở dưới màn hình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.